the King of Rap. Chào tất cả mọi người. Hey yo, what's up H-Town, what's up King of Rap. Hà Nội yêu dấu ơi, các bạn thế nào nhỉ? Bánh xèo vặt em lụi vào, cuốn một cái thật oách. Đường tỏi xanh ớt với nước mắm hoạt tàn. Cuốn một cái rồi chấm rồi cắn một miếng giòn tàn. Cứ ngồi ăn rồi ăn bị cuốn, càng ăn càng cuốn nồi năng nổ cuốn. Từ trên nhìn xuống bên cái bạch cuốn rách tới một gà á. Flow của em có những cái đoạn rất là nổi bật và bắt tai. Tuy nhiên từ đầu đến cuối cái voice nó sử dụng chỉ ở một cái tông độ trầm như vậy. Nếu mà em thay đổi nhiều nó sẽ rất là khác. Phần lyric của em vần nó khá là nhiều vần đơn và nó xuyên suốt. Tất nhiên là em cũng chơi vần đôi nhưng mà những vần đôi của em nó chưa đặc biệt và nó chưa có một cái line mà nghe nó thật sự là ok. Em phải đầu tư vào chất xám, vào lyric nhiều hơn một chút nữa. Theo suy nghĩ của anh thì anh sẽ cho em một cơ hội. Mình sẽ cho Gizmo một cơ hội. Anh cũng nghĩ là em có thể cải thiện ở những vòng sau tốt hơn. Anh sẽ chọn em. Hey yo, what's up H-Town? CJ represent for Trung đội Cấn Lạng Lá Lạng Hoa. Knock, knock, từng hồi dồn dập. Knock, knock, đứng trên đây là ai? Knock, knock, từng một thời phải ẩn giật. Điều gì khiến cái đầu mình gật gật khi từng chữ được cắm vào mic? Hey, bước vào trong rap game cũng đồng thời là lúc con riêng biến động một cái trong tĩnh mạch. Từng đứng ở ngay và cái tôi nhưng bản thân lại vội với kiến thức phai phôi, nên phải vững tay cầm mình lái thôi. Con thuyền sẽ lại trôi nên sao mình phải vội nhờ. Vẫn là một thân dẫn lẫn vào trong sự phẫn luận của trong tinh lưới đấu trọi này. Khi mình đã ngủ quên màn trời đã phủ đêm thì đừng mong có ai tới quận. Vẫn sẽ là ta mà không chạy trong số đông, vẫn sẽ hiên ngang và không cần phải cố ngông. Vẫn sẽ cố công để mà soi lỗi trong ngày, nên mẹ hãy đứng con như đây là tiếng sói gọi bầy. H for the hip hop, H for the Hà Nội, H for the hip hop, yeah. H for the Hà Nội, H for the hip hop brother, H for the Hà Nội, H for the hip hop. Em có flow nhưng mà hồi nãy em bị rớt ở nhiều chỗ á. Khi mà em trình diễn á, em hãy chú ý để mà cố định cái mic của mình ở một vị trí ở ngay cái miệng để mà khi mà cái voice mình ra nó được hoàn hảo hơn. Anh cảm thấy thích cái tư duy và những gì mà em viết. Anh chắc anh chọn. Mình sẽ cho bạn thêm một cơ hội. Anh sẽ chọn em. Anh chọn em. Như là một văn hóa dị hòa vì quý anh nguyện nấu thang. Tao có anh em thống thận bên pháp, tình cảm chân thành cứ ngơ người Việt Nam. JCKO, what's poppin'? Mậu giá sắp tộc, tao biết mình hôm nay hai bên đồng tráp còn có đã đồng tâm. Khi chỉ cứ là đồng âm, nó chứng minh được mất hình. Wow, vì wifi là overnight. Nhà anh phát từ Parasite, ê. Tim anh như là bầy hổ, vì đêm về làm hương với cảnh rừng nó xa. Anh là anh thực sự bị cuốn hút ở phần trình diễn của em đấy. Thật ra là cái vibe và cái năng lượng mà em đưa lên sân khấu nó rất là tốt. Có thể thấy là mọi người đã cùng em quẩy trong cái tiết mục này. Anh đồng ý. Anh đồng ý. Anh đồng ý. Anh đồng ý.